Ok, vẫn là khung cảnh quen thuộc. Hôm nay là cả gia đình mình xem thọ kiến. Hi Ken, are you ready? Yeah, ốc sữa gì nữa. Ok, lên đường thôi. Hiện tại giờ là mình đã tới rồi. Stay Park. Trời hôm nay quá đẹp. Hôm nay đi nắng là đúng bài luôn. Không còn gì để bàn. Ô mày kìa, có kiến cái cô tèo quá vậy. Được chưa? Trời ơi. Hi Kin. Hi Kin. Hi Kin. Tôi kệ đi, mang dép cũng được. Kệ đi. Ok, hiện tại là mình đậu xe ở đây. Bây giờ mình đi xuống. Oh yeah. Đúng rồi, mình chờ ở đây lâu quá. Lèo không? À, lèo được á. Anh cầm theo lèo cho. Rồi. Thứ hai là mình mua một chiếc xe mình ở chỗ cái bông này để xe lại. Đúng rồi. Đúng rồi, mua xe lại đây bớt đi. Quên mang không biết không. Kiên ơi.
Ồ, hên quá nhỉ, anh Toàn có hai ly không mà chết này. Để quay phim mấy em này nghèo nhau chứ. Bây giờ quay con ta ăn không à.
là cái mua cái máy khò á. Dưa đào hên khò nghe không? Dưa đào lên khò. Ừ. Khò nó ăn luôn. Cái ôi sợ cho đó giờ nó rồi kèm á. Vậy hả?